Xin chào mọi người. Hôm nay cũng là chưa đánh. Ở đây một con đường rất là dài, đánh lôi lắm, mệt mỏi lắm rồi. Bây giờ thì đang thấy có một cái bác bán kem thì chúng tôi sẽ dừng lại để ăn kem với các bác nhé. Rồi, cho bé ăn luôn. Đây, xong rồi. Kem vừa xong rồi, ăn đi. Wow. Sam. Sao con kia? À, cho Sam một cái tận gửi. À, sao làm vậy? Nó quá hợp lý. Cái này ăn ngon. Lắp được thêm tí nào hay tí đấy. Dạy gì. Ba rượu. Dạ. Cần rượu. Cần rượu. Dạ, có thể nói là rất là vĩ đại luôn. Và bây giờ vẫn còn những người bán kem rất là ngon luôn các bạn nhé. Đây là ký ức tuổi thơ của Khải, nó sẽ ùa về. Đây là thích khi mà ăn những cái kem như thế này. Rồi, thank you, happy nhé, bác đi bán tiếp các bạn.